Nếu bạn đang gặp phải khó khăn trong việc nghe hiểu tiếng Anh hay là bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS nhưng lại không có tự tin về cái kỹ năng nghe của mình thì video này mình hy vọng là nó sẽ giúp được bạn. Xin chào mọi người, mình là Betty, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin phép chia sẻ với mọi người 3 bước cực kỳ hiệu quả mà mình đã áp dụng để có thể nghe tốt hơn mỗi ngày nha. Để có thể luyện nghe hiệu quả thì việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là phải lập một cái mục tiêu cụ thể và trong tầm với để tránh bị lãng phí thời gian khi mà bạn áp dụng sai phương pháp. Và nó cũng có thể giúp cho bạn xác định được đúng trọng tâm vấn đề mà bạn cần cải thiện để có thể nghe tốt hơn từng ngày. Và làm thế nào để có thể đạt một cái mục tiêu mà trong tầm với thì việc đầu tiên bạn cần làm chắc chắn là phải kiểm tra xem trình độ tiếng Anh của bạn đang ở cái mức độ như thế nào để có thể áp dụng những cái cách học hiệu quả nhất đối với năng lực của chính mình. Ở đây thì mình xin phép được chia thành hai nhóm chính nha. Đó chính là nhóm của các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh và nhóm của các bạn học tiếng Anh được một khoảng thời gian rồi. Khi mà bạn mới bắt đầu học tiếng Anh và bạn có thói quen là sử dụng những cái video trên YouTube để có thể luyện nghe được mỗi ngày thì mình khuyên bạn nên bắt đầu từ những cái video ngắn và dễ hiểu thôi, đừng có bắt đầu bằng những cái video quá là học thuật hay là quá là dài như là podcast nha. Và những dạng video ngắn mà bạn có thể bắt đầu áp dụng đó chính là những cái dạng video như là những câu giao tiếp thông dụng thường ngày. Thì những cái video dạng như này có những cái ưu điểm là người ta phát âm rất là chậm rãi và rõ ràng. Và những cái video ngắn như vậy thì nó sẽ được lặp đi lặp lại dưới dạng loop, cho nên là khi mà bạn nghe đi nghe lại và với một cái tốc độ chậm rãi như vậy thì bạn sẽ dễ dàng bắt được âm của các từ trong những cái câu đó. Và như vậy thì khi mà bạn nghe cái câu này trong một cái ngữ cảnh khác, như là bạn làm bài thi chẳng hạn hay là bạn đang nói chuyện với người ta, thì khi mà bạn nghe cái câu này thì bạn sẽ lập tức nhớ là à, cái câu này mình đã từng học rồi, mình đã gặp rồi, và mình nghe được cái từ này là mình sẽ hiểu được, đoán được cái ý của người ta muốn hỏi hay là muốn nói là cái gì ấy, thì nó sẽ dễ dàng cho bạn hơn. Và việc làm quen với ngữ điệu hay là cách phát âm từ những cái video ngắn như vậy ấy, thì bạn sẽ xây dựng cho bản thân được một cái nền tảng vững chắc để có thể tiến bộ hơn từng ngày. Sau đó là mình sẽ nâng cao cái trình độ hơn và tiếp xúc với nhiều dạng bài nghe khác nhau hơn. Còn nếu bạn đã bắt đầu học tiếng Anh được một khoảng thời gian rồi thì có rất là nhiều cách để bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình tùy theo cái mục đích học tập và cũng như cái môi trường mà bạn sẽ sử dụng tiếng Anh. Ví dụ như nếu mà bạn cần tiếng Anh để đi du học hay là để đi phỏng vấn thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là bạn có đủ vốn từ vựng cần thiết cho chính mình hay không nè. Và thứ hai đó chính là bạn có nắm vững cái ngữ pháp cơ bản hay không. Và thứ ba là bạn có thường xuyên cập nhật những cái tin tức nước ngoài hay là những cái tin tức thường ngày hay không. Sao mà mình lại đưa ra ba cái yếu tố như vậy? Thì cái yếu tố từ vựng là cái yếu tố đầu tiên mà bạn cần phải xem xét. Tại vì nếu mà bạn không có đủ vốn từ thì bạn rất là khó có thể nghe được những cái từ vựng mà người ta sử dụng ấy. Thứ hai đó chính là ngữ pháp. Thì khi mà bạn không nắm vững ngữ pháp ấy, thì khi mà người ta đặt một cái câu mà theo cái cấu trúc khác nhau thì bạn sẽ rất là khó để có thể hiểu được cái câu đó là nghĩa là như thế nào. Và thứ ba đó chính là cập nhật những cái tin tức thường ngày, đúng không? Thì đối với mình nha, thì mình là sử dụng tiếng Anh để có thể đi du học. Thì chính bản thân mình cảm thấy như là bản thân mình cũng có một cái vốn từ vựng vừa đủ rộng rồi ấy, nhưng mà có những cái tin tức mà mình thường không có để ý lắm mà bạn bè mình lại thích ấy, thì khi mà người ta đưa ra một cái reference nào đó thì mình rất là dễ cảm thấy như là lạc lối và không hiểu người ta đang nói cái gì. Cho nên là thường xuyên cập nhật tin tức, cập nhật kiến thức mới, đó chính là cái điều rất là cần thiết cho bạn trong việc nghe và có thể hiểu ấy. Và cái trường hợp này là đối với những bạn đang có cái ý định mà kiểu như đi du học này nọ, hay là đi phỏng vấn, hay là đi làm thực tập ở các công ty nước ngoài, là thuộc về cái phạm trù mà sử dụng tiếng Anh để có thể nghe và giao tiếp ấy. Còn đối với những bạn đang muốn cải thiện kỹ năng nghe để có thể làm tốt những cái bài thi IELTS, TOEIC, TOEFL thì bạn cần một cái phương pháp rất là khác so với những gì mà mình vừa mới đề ra, nhưng mà cũng không có quá là khác đâu. Mình sẽ vô thẳng vào vấn đề luôn nha. Luyện nghe để thi chứng chỉ tiếng Anh thì có rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên là nó sẽ thuộc về những cái lĩnh vực mà học tập, học thuật chuyên môn hơn nè. Và thứ hai là nó có rất là nhiều dạng đề nghe khác nhau, và nó có thể là một cái cuộc hội thoại đơn giản, hay là nó cũng có thể là cái cuộc hội thoại mà kiểu như đậm chất học thuật ấy. Và bạn phải vừa nghe vừa ghi nhớ nội dung nè, và cũng như vừa suy nghĩ xem là cái câu người ta nói như vậy là cái ý như thế nào để bạn có thể trả lời câu hỏi trong bài nghe nữa, đúng không?
Thì đó là lý do tại sao mà mình nói là nó rất là khác so với khi mà bạn giao tiếp thường ngày ấy. Tuy nhiên vẫn là quay về ba cái yếu tố mà mình đã đưa ra trước đó, thì nếu mà bạn có đủ vốn từ vựng, nắm chắc ngữ pháp cơ bản và cũng như cập nhật tin tức hàng ngày thì mình nghĩ là bạn cũng không sao đâu. Vấn đề còn lại chỉ là luyện tập thường xuyên thôi. Ok, sau khi đã xác định được trình độ của bản thân mình ở đâu hay là mục đích học tập của mình ở đâu và đã đặt được cái mục tiêu cụ thể rồi đúng không? Thì qua bước thứ hai đó chính là bạn phải học cách kết hợp giữa nghe thụ động và nghe chủ động. Thì nghe chủ động là gì và nghe thụ động là gì và ý của mình là như thế nào? Thì nghe thụ động là khi mà bạn đang làm những cái việc lặt vặt khác như là dọn dẹp nhà cửa hay là rửa chén đồ này nọ, thì bạn mở cái kênh podcast hay là một cái kênh YouTube nào đó để bạn nghe trong lúc làm những việc đó, thì cái đó là nghe thụ động. Còn khi mà bạn nghe chủ động ấy là bạn nghe bài thi để bạn có thể trả lời câu hỏi, giống như là bạn đang luyện đề để thi IELTS, TOEIC, TOEFL vậy đó. Cái đó gọi là nghe chủ động, tại vì bạn phải chú tâm nghe từng chữ, từng từ để có thể hiểu được nội dung cũng như là làm bài được tốt nhất có thể đúng không? Và làm thế nào để có thể kết hợp hai cái này với nhau? Thì mình đã khuyên các bạn bắt đầu bằng cách mà xem video ngắn á, thì cái đó là một cái cách mà nghe thụ động. Thì khi mà bạn nghe càng nhiều như vậy thì bạn sẽ làm quen được và những cái từ vựng trong cái câu đó và cũng như cái cấu trúc ngữ pháp người ta sử dụng. Và dần dần bạn sẽ học được một cái cách, đó chính là bắt âm. Bạn sẽ bắt được cái âm của cái từ vựng mà người ta đã nói trong cái câu và bạn sẽ dễ dàng liên kết hay là đoán được xem người ta đang muốn nói cái gì ấy. Và như vậy thì từ cái nền tảng mà bạn xây dựng trong cái quá trình bạn nghe thụ động thì bạn cũng sẽ áp dụng được vào cái cách nghe chủ động khi mà bạn làm bài thi. Trong cái quá trình luyện nghe chủ động ấy thì bạn phải tập trung chú tâm nghe là người ta đang nói cái gì và ghi chú lại. Bạn không có cần phải ghi chú mà đúng từng câu từng chữ trong cái bài nghe đó, mà bạn kiểu nghe xem người ta nói cái gì và bạn nghe được cái từ khóa chính ấy, bạn sẽ ghi xuống những cái từ khóa chính và những cái ý mà bạn cho là nó sẽ quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho bạn trong việc trả lời câu hỏi. Và sau lần nghe thứ nhất thì bạn hãy dành vài phút để có thể reflect lại với chính mình là mình đã hiểu cái nội dung này như thế nào và bấm nghe lại lần nữa để xem là bản thân mình có hiểu đúng những cái gì mà mình đã nghe hay không. Và như vậy là bạn đã có thể kết hợp cái phương pháp nghe chủ động và nghe thụ động rồi đúng không? Thì nó cũng hao hao giống nhau thôi, nhưng mà nghe chủ động thì có nghĩa là bạn chủ động nghe cái bài đó, chủ động hiểu, chủ động đặt câu hỏi để có thể hiểu được vấn đề. Và nghe thụ động thì đơn giản chỉ là xây dựng cho bạn một cái nền tảng để bạn có thể học được cách bắt âm và cũng như có thể đem những cái gì mà mình đã học đó áp dụng vào những lúc mà mình chủ động nghe trong bài thi IELTS. Để có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc luyện nghe chủ động thì mình xin phép giới thiệu với bạn ứng dụng Mochi Video để có thể luyện nghe hiệu quả hơn mỗi ngày nha. Đây là một ứng dụng rất rất là hữu ích cho những bạn đang có ý định thi IELTS đó nha. Và nhân đây thì mình cũng muốn cảm ơn Mochi Video đã cho mình cơ hội có thể đồng hành cùng bạn trong cái video ngày hôm nay nha. Mochi Video sẽ giúp bạn nâng trình nghe IELTS sau 30 ngày với 3 bước nghe sau: nghe bắt âm, nghe vận dụng và nghe chi tiết. Nếu bạn lần đầu nghe đến Intensive Listening hay còn gọi là nghe sau đó, thì đây là một cái phương pháp luyện nghe chuyên sâu bằng những cái bài nghe ngắn đi kèm với bài tập nghe hiểu chi tiết. Vậy ba bước nghe chuyên sâu của Mochi Video có thể giúp cho bạn rèn cái kỹ năng nghe của bạn như thế nào? Đối với tính năng nghe bắt âm thì bạn sẽ được làm quen với những cái từ vựng mới trước khi bắt đầu vào bài nghe, và việc này sẽ giúp cho bạn làm quen được cách phát âm của từ vựng được tốt hơn, nên là việc nghe cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và mình rất là thích cái cách mà Mochi Video cung cấp cho bạn một cái danh sách những cái từ vựng quan trọng trong bài nghe, kèm với cái nghĩa tiếng Việt, phiên âm, audio phát âm, cũng như là những cái bài tập nho nhỏ giúp cho bạn test xem là bản thân bạn có nghe được những cái từ vựng vừa mới học hay không. Và mình cũng tranh thủ những cái lúc mà mình được cung cấp những cái từ vựng như thế này để mình học xem là những cái từ vựng nào mà mình chưa biết, để mình có thể ghi chú lại và học dần dần á. Và sau khi đã làm quen với những cái từ vựng này thì bạn sẽ bắt đầu vận dụng nó vào bài nghe. Ở cái tính năng nghe vận dụng của Mochi Video thì bạn sẽ được làm những cái bài tập rất là chi tiết để có thể kiểm tra khả năng nghe, hiểu và nắm bắt thông tin của bạn. And they might react to us back. Social media has thrust us all onto the head of a pin, socially speaking, existentially speaking. Even if they're on the other side of the planet, even if they have a lot more money than we do. Sau khi đã làm xong bài nghe và muốn kiểm tra xem là mình có làm đúng hay không thì bạn có thể click vào cái phần loa để có thể nghe lại những cái gì mà mình đã làm ấy. Sau khi hoàn thành bài tập, bạn sẽ được chấm điểm và nhận đáp án chi tiết giải thích tại sao bạn chưa nắm rõ được những cái lỗi sai trong quá trình nghe.
Và ở cái tính năng cuối cùng của bước nghe sâu trên Mochi Video cũng như là những cái bước mà reflection mà mình đã chia sẻ trước đó, thì bạn sẽ được nghe lại bài nghe song song với những cái phần transcript rất là chi tiết kèm theo bản dịch từng câu mà Mochi Video cung cấp. Thì những cái bước này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn những cái nội dung mà video muốn truyền tải. Và Mochi Video cũng sẽ highlight những cái từ vựng quan trọng cũng như là những cái cấu trúc câu cần nhớ để bạn có thể nắm rõ nội dung. Và cũng như mình nói, rút kinh nghiệm để có thể cải thiện tốt hơn cho những bài nghe sau. Như mình đã chia sẻ trước đó, Mochi Video sẽ là một trợ thủ đắc lực cho những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Mochi Video cung cấp lộ trình 30 ngày tăng điểm IELTS với những bài nghe có sẵn, được sắp xếp theo độ khó tăng dần, tạo cảm giác vừa sức với trình độ của bạn. Lộ trình này rất là dễ duy trì và cũng như là tiết kiệm cho bạn được rất là nhiều thời gian, vì bạn đã được trang bị sẵn những cái bài nghe tùy theo mức độ của bạn, và cũng như có một cái dashboard để bạn có thể theo dõi và biết được tiến độ của mình đang như thế nào và cố gắng tiến lên mỗi ngày. Thì sau khi hoàn thành lộ trình 30 ngày, bạn cũng có thể tiếp tục luyện nghe bằng cái phương pháp Intensive Listening này với cái kho từ vựng mở rộng của Mochi Video nữa đó. Để tìm kiếm Mochi Video thì bạn chỉ cần làm những bước rất là đơn giản như sau, đó là vào Google, xong rồi bạn gõ tìm kiếm Mochi Video và chọn website đầu tiên nha. Hoặc bạn cũng có thể truy cập qua đường link video.mochidemy.com nữa đó. Và cái bước cuối cùng để luyện nghe hiệu quả mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hãy luôn luôn trau dồi từ vựng mới và siêng năng tra kỹ phiên âm nha. Việc luôn luôn bổ sung từ vựng mới là một cái việc vô cùng cần thiết mà bất kỳ ai học ngoại ngữ luôn luôn phải làm rồi đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là bạn cần phải tra kỹ phiên âm của từng cái từ vựng mà bạn đã học. Đa số những bạn gặp khó khăn trong quá trình nghe tiếng Anh đó chính là vì hai lý do chính. Một là bạn không đủ từ vựng để có thể nghe hiểu. Và lý do thứ hai đó chính là bạn không nắm chắc được cái phiên âm của những từ mà bạn đã biết. Một cái ví dụ thực tế mà mình muốn đưa ra cho mọi người đó là khi mà mình mới vừa sang Mỹ học cấp 3 thì mình có đăng ký vô cái dàn học sướng của trường. Thì mình điền cái form lại của riêng mình thôi, thì mình nhìn cái đó thì mình biết cái này là ok, cái này là dàn học sướng rồi đúng không? Thì mình cũng đăng ký vô học để có thể mà luyện cái khẩu ngữ của mình được tốt hơn á. Thì mình đăng ký vô học và mình điền cái đó thì mình mặc định cái chữ này nè đọc là chore, mình mặc định nó đọc là chore. Sau đó thì mình cũng có đi kết bạn với những cái người bạn trong trường của mình á, thì có một người bạn lại hỏi mình là are you in choir hả? Huh? In what? Choir singing. Choir hả? Huh? Choir. Bị bối rối tại vì mình mặc định là cái chữ đó đọc là chore nhưng mà nó đọc là choir. Choir nhìn không biết được là tại sao nó đọc là choir luôn á. Đó là mình bắt đầu xuyên tra từ điển hơn, tại vì mình không biết là những cái từ khác thì nó có bị như vậy nữa hay không. Cho nên là thôi thà mình nghĩ như vậy nhưng mà mình tra lại cho chắc. Thì nếu mà bạn đoán đúng, bạn tra lại, bạn thấy bạn đoán đúng thì good job, kiểu như có động lực học tập hơn kiểu như vậy á. Và đây là tổng hợp 3 bước cơ bản mà mình muốn giới thiệu với mọi người để mọi người có thể luyện nghe được tốt hơn. Và nếu mà mọi người chuẩn bị thi IELTS thì mình chúc mọi người thi tốt nha. Và hy vọng là những gì mà mình chia sẻ có thể giúp đỡ cho bạn để có thể luyện nghe được tốt hơn. Và đến đây thì cũng đã hết video rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye.